Những ngày vừa qua do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, tại tỉnh Sơn La đã xảy ra tình trạng rét đậm rét hại. Một số khu vực trên địa bàn thành phố Sơn La xuất hiện sương muối, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của nhân dân. Trong đó gần 20 ha cà phê của bà con nông dân xã Triển Cọ và phường Triền Cơi bị ảnh hưởng. Những vạt đồi cà phê đang xanh tốt và bắt đầu ra hoa đợt một. Vụ cà phê năm 2023 của gia đình bà Nguyễn Thị Thường ở bản Muông Yên, xã Trường Cọ, thành phố Sơn La giờ trở nên sơ sắc, thân, cành, lá héo khô. Nhìn nương cà phê bị ảnh hưởng bởi sương muối, bà thường không khỏi xót xa. Nhà tôi thì được 3.000 đất, 3.000 đất thì trồng cây cà phê thì mọi năm thì thu hoạch là, 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 có hiệu quả. Nhưng mà năm nay thì nó bị sương muối hết một nửa rồi, hết 1.700 rồi thì còn Ít nữa thì sau thì chúng tôi sẽ cắt tỉa cái này đi, qua dịp sư mới thì cắt tỉa đi rồi chăm bón lại thì sau thì mới được thu nhập. Gia đình chị Lò Thị Lan ở Bản Hôm, xã Trường Cọ có hơn 8 600 mét vuông đất trồng cà phê. Vụ cà phê năm 2022 mặc dù ảnh hưởng bởi thời tiết nhưng gia đình chị Lan vẫn cho thu nhập hơn 50 triệu đồng gia đình đang phấn khởi và hy vọng về vụ cà phê năm nay bởi cà phê đã bắt đầu cho ra hoa đợt một Nhưng đợt sương muối gây ra trên địa bàn thành phố Sơn La trong đêm ngày 30, dạng sáng ngày 31 tháng 1 vừa qua đã làm hơn 5.500 mét vuông cà phê của gia đình chị bị ảnh hưởng. Và vụ cà phê năm nay, gia đình chị gần như mất trắng. So với cây cà phê thì các cây khác thì cây cà phê là cây uh, thu nhập uh, cao nhưng mà khu này thì năm nào cũng hay bị sương muối lắm. Thì năm nay cũng lại bị nữa. Thì năm 2023 thì dơn cũng lại không được có nguồn thu nữa. Đợt hoa đợt một thì cũng bị thối rồi. Thì bây giờ lại cưa đốn thì chỉ chăm sóc. Thì 2023 thì 2024 thì mới được hái. Dơn này lại càng khổ nữa. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La qua giả soát, Tổng diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại do sương muối gây ra trên địa bàn thành phố trong đêm ngày 30, dạng sáng ngày 31 tháng 1 là 16 hecta, trong đó có khoảng 3 hecta tại xã Trường Cọ bị ảnh hưởng nặng trên 70% cần phải cưa đốn. Còn lại 13% cà phê bị ảnh hưởng từ 30 đến 70%. Hiện nay cây đang bị táp lá. Đối với các diện tích thường xuyên bị ảnh hưởng do giá rét sương muối thì xã cũng đã vận động bà con nên uh, trồng chuyển đổi một số các loại cây khác nó phù hợp và mang lại hiệu quả kinh tế hơn ví dụ như là cây cam quýt bưởi các loại cây công múi, rồi là mận mận hậu mận tam hoa đào chín sớm thì để trồng sen với cà phê cũng như là làm bóng mát và cải thiện được cái hiệu quả kinh tế hơn ngay sau khi sương muối xảy ra ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các phòng ban đơn vị chuyên môn và ủy ban nhân dân các xã phường ra soát thống kê diện tích đánh giá mức độ cây trồng bị thiệt hại đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức hướng dẫn người dân kỹ thuật cưa đốn gốc tái tạo lại diện tích cà phê bị thiệt hại